Trước vòng 21 V-League năm 2023-2024, Raphael Sơn đã cán mốc 21 bàn thắng để trở thành cầu thủ đầu tiên vượt qua cột mốc 20 pha lập công trong một mùa giải tại V-League kể từ năm 2016. Khi đó, tiền đạo người Brazil mới ghi 2 bàn trong trận thua 2-4 của Nam Định trước Hải Phòng. Tuy nhiên, lần này Raphael Sơn đã không còn bất lực nhìn Nam Định thất bại như vậy nữa. Ở chuyến làm khách trước Thanh Hóa, một mình ngôi sao người Brazil đã đưa đội bóng thành Nam trở về từ cõi chết. Bị dẫn trước 0-2, Raphael Sơn ghi cả thảy 5 bàn thắng để giúp Nam Định giành thắng lợi chung cuộc 5-2 và có được 3 điểm quan trọng trong cuộc đua vô địch. Với 26 bàn thắng ghi được, Raphael Sơn đã chính thức đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi trở thành cầu thủ có được nhiều pha lập công nhất trong một mùa giải V-League. Kỷ lục này trước đó thuộc về huyền thoại Lê Huỳnh Đức với 25 bàn cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh mùa 1996. Hơn nữa, đây cũng là lần thứ hai trong lịch sử V-League có một cầu thủ ghi được 5 bàn thắng trong một trận đấu. Trước đó, vào ngày 23 tháng 9 năm 2007, tiền đạo Nguyễn Đình Việt ghi liền 5 bàn trong 48 phút, từ phút 25 đến phút 73 giúp Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng với tỷ số 6-1 trước Hòa Phát Hà Nội. Raphael Sơn hiện là tiền đạo ngoại duy nhất làm được điều tưởng chừng khó tin này. Với phong độ ấn tượng hiện tại, số bàn thắng của Raphael Sơn chắc chắn sẽ chưa dừng lại ở 26 bàn thắng. Hiện tại, mỗi pha lập công của tiền đạo người Brazil lại giúp anh đào sâu thêm những kỷ lục ở V-League. Trong khi đó, danh hiệu vua phá lưới năm nay coi như đã có chủ. Người ghi bàn nhiều thứ hai của V-League mùa này là Lucao của Hải Phòng mới chỉ có 12 bàn thắng, kém Raphael Sơn tới 14 bàn trong khi giải chỉ còn 5 vòng. Đây sẽ là mùa thứ hai liên tiếp Raphael Sơn đoạt vua phá lưới và hiện anh đang ghi hơn một nửa tổng số bàn của Nam Định.